Sau 4 năm thành công và gây dựng được tiếng vang, thương hiệu nghệ thuật đẳng cấp The Master of Symphony vừa công bố dàn nghệ sĩ đặc biệt tham gia show diễn năm nay nhân kỷ niệm 5 năm với chủ đề The Everlasting Love, tình yêu bất tận. 10 nghệ sĩ hàng đầu sẽ góp giọng trong chương trình làm thành năm cặp đôi hát tình ca bất hủ, đó là Tướng Ngọc Khánh Hà, Thu Phương Lam Chương, Thanh Hà Quang Dũng, Hà Trần Tấn Minh và Hà Anh Tuấn Phương Linh. Ở mùa thứ 5, The Master of Symphony lấy ý tưởng xuyên suốt là những màn song ca, những bản tình ca, giai điệu vốn dĩ đã quá quen thuộc, nhưng nay được cất lên với những giọng hát lần đầu được ghép đôi trên sân khấu, hoặc vốn dĩ đã đi vào lòng người, nhưng đến bây giờ mới hội ngộ sau nhiều năm xa cách. Nét độc đáo là 10 giọng ca tiêu biểu của nhạc Việt qua các thời kỳ sẽ cùng tái ngộ với sự kết hợp thú vị. Thanh Hà không chỉ song ca cùng Quang Dũng mà còn song ca cả với Khánh Hà. Tuấn Ngọc không chỉ song ca cùng Khánh Hà mà còn song ca cùng Phương Linh, hay cả 10 giọng ca cùng hòa giọng trên sân khấu. Đây là một chương trình mà khán giả cũng như những người trong nghề cũng như là báo chí luôn luôn đặt để một cái điều là một cái chương trình nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây về tổng thể chương trình, về âm nhạc, về sân khấu, đây là một cuộc trình diễn đặc biệt với âm nhạc. Chương trình do Cao Trung Hiếu làm tổng đạo diễn, Hoài Sa làm đạo diễn âm nhạc. Chia sẻ về sự hội ngộ lần này với Thanh Hà và Phương Linh, ca sĩ Quang Dũng cho rằng anh rất hạnh phúc khi trở lại với môi trường âm nhạc đẳng cấp đúng nghĩa. Với sự chuẩn bị chuyên nghiệp để kết hợp với những giọng ca hàng đầu này là một điều khá khó với đạo diễn, vì họ khó thu xếp thời gian gặp nhau và cùng tập luyện. Chúng tôi sẽ gợi lại một cái không khí âm nhạc, đó là những bản tình ca. Chúng tôi tôn vinh những bản tình ca, và chính 10 giọng hát này qua 3 thế hệ họ sẽ cùng vẽ nên những câu chuyện, viết nên những câu chuyện về tình ca. Và điều khá là đặc biệt với chương trình lần thứ 5 lần này, đó là The Master of Symphony sẽ không có tiết mục đơn ca. Chúng tôi sẽ hoàn toàn dàn dựng cùng với anh Hoài Sa, anh Trần Nhật Minh, thì chúng tôi sẽ dàn dựng những tiết mục hoàn toàn là tiết mục song ca. Và tôi nghĩ rằng là đây cũng có thể xem như là một chương trình toàn những tiết mục hát kết hợp, hát song ca đầu tiên được thực hiện trên sân khấu của Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết anh muốn tạo cảm xúc cho khán giả về một đêm nhạc tuyệt đẹp, sẽ có người này kết hợp với người kia giúp các nghệ sĩ thăng hoa. Sự mong chờ các nghệ sĩ trở lại sau một thời gian dài trên sân khấu chính là chất xúc tác cho khán giả hào hứng đến với ba đêm nhạc.